nước mới lạnh nhiễu hết trời. Cô gì đó ơi, xin lỗi đã làm phiền cô. Dạ. Nhưng cô có thể ngồi chỗ nào, ngồi yên một chỗ giùm tôi được không? Sao vậy anh? Thì là cái chuyện khó nói, nhưng mà cô có thể giúp tôi ngồi chỗ được không? Dạ được. Cảm ơn cô nhiều. Cô hứa ngồi chỗ rồi mà. Dạ không, tôi kêu tính tiền. Em ơi, tính tiền. Anh ta bị sao vậy ta? Đã lâu lắm rồi tôi dường như tôi quên cái tên Phúc Tê Tê, nhưng bữa nay tự nhiên làm tôi gợi nhớ lại, ngược thời gian trở về quá khứ. Phúc Tê Tê, thứ nhất tôi phải công nhận tôi khâm phục cái khả năng làm việc nhanh chóng của thầy. Có mỗi một cái đơn xin thôi học của Nguyễn Thị Nụ mà thầy không dễ giải quyết, thầy không đưa cho tôi, thầy chần chừ là chần chừ cái gì? Dạ không phải đâu thầy, tại vì em chưa liên lạc được với em ấy. Chưa gặp Nguyễn Thị Nụ? Dạ. Thì không làm à? Trong khi cái đơn người ta xin thôi học có chữ ký của học sinh và sự xác nhận của phụ huynh học sinh. Tôi cho thầy thời gian từ đây đến ngày mai thầy phải làm xong cái hồ sơ đó, càng nhanh càng tốt. Thầy Phúc ơi, gửi thầy bản điểm môn văn của lớp thầy á. Cảm ơn cô nha. Nhưng mà chuyện của Du My rốt cuộc là sao vậy thầy? Vô đi. Chào thầy vật lý phòng giáo dục, cử về đây. Dạ. Mọi người tập trung nha. Vì cô Hoa dạy vật lý cái khối 11 nghỉ thai sản, cho nên phòng giáo dục có cử một người về đây để mà thay thế cho cô Hoa dạy vật lý cho các em khối 11. Thầy cũng giới thiệu về mình đi. Dạ. Thôi để tôi luôn. Xin giới thiệu với mọi người, thầy đây tên là Lưu Đức Hòa. Dạ không, tên em là Lưu Đức Huệ. Lưu Đức Huệ. Đức Huệ, Đức Hòa gì cũng Long An hết mà. Thầy ơi, xin lỗi thầy, cái cổ áo sơ mi thầy hơi bị lệch. Ôi không sao. Thầy cho phép em chỉnh lại nha thầy. Dạ. Đối xứng rồi thầy. Ok. Thầy Huệ đây á là chuyên về dạy lý, đã từng kinh qua tất cả những cái trường chuyên trong thành phố mình. Bữa nay là tôi nói thầy đó, thầy Huệ, tôi nói thầy đó, tôi đang nói về thầy. Thầy ơi, xin lỗi thầy, em không dám nhìn thẳng vào mặt thầy. Ủa sao vậy, tôi thấy mặt tôi bình thường à? Bộ có cái gì ghê gớm lắm sao? Dạ không, mặt thầy có miếng băng keo em nhìn khó chịu quá. Trời ơi, tưởng gì, mụn trứng cá nó bể mụ phải dán lại. Phải chi á, thầy dán miếng băng keo bên đây á, nhìn nó mới đối xứng. Chứ dán một bên em nhìn em khó chịu quá. Đau nha. Được rồi đó.
Chào thầy. Thì ra cô là giáo viên của trường này hả? Cảm ơn cô về chuyện hồi sáng nha. Không có gì đâu thầy. Nhưng mà tôi thắc mắc một chút xíu là tại sao thầy lại làm như vậy vậy thầy? Chào thầy cô. Chào cô. Cô cái gì ơi? Cô gì đó ơi? Nè, thầy làm gì vậy? Ám ảnh cưỡng chế. Đúng rồi. Ám ảnh cưỡng chế đối với hành động sắp xếp của vật thể là bệnh của tôi á. Bộ có loại bệnh này nữa hả thầy? Có chứ. Nếu mà vật nào mà để không có cân bằng hay là nó để không có đối xứng á, tôi nhìn vô là tôi thấy rất là kinh khủng. Cho nên hồi nãy thấy tà áo của cô Thi nó xéo lên á, cho nên tôi mới chờm tới tôi gỡ cái ai vậy cô đạm của mình. Vậy là cô hiểu rồi hả? Cũng chưa hiểu lắm á thầy. Nó tóm lại á, tôi thấy nào mà vật nào mà để không có đối xứng là tôi cảm thấy rất là khó chịu. À, vậy nếu mà thầy thấy cái vật nào mà nó cân bằng ở đối xứng là chắc thầy vui lắm hả? Đúng rồi, giống như là những tòa nhà sinh đôi nè, kính vàng hoa nè, tôi nhìn vô tôi thấy vui lắm, vui ơi là vui luôn á. Dạ, alo. Dạ, cho em một chiếc taxi tới địa chỉ là phố nướng đệ nhất. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Thầy về chung với tôi luôn không? Hồi nãy mọi người mở tiệc chào đón thầy tới trường á. Vui không thầy? Vui. Cô Hiền này. Cô cho tôi hỏi cái này nha. Hỏi gì vậy thầy? Đầu của cô có hai xoáy hả? Xoáy gì thầy? Giống như người ta trên đầu có một xoáy. Đầu cô có hai xoáy, rất là đối xứng. Rồi với gương mặt của cô nữa, nhìn cân đối lắm. Chân mày nè, đôi mắt nè, cái mũi nè, nhân trung nè, cái miệng nè, cái cằm nè. Trời ơi, đói xứng dễ sợ, nhìn dễ chịu lắm á. Thầy nhìn thấy dễ chịu lắm hả thầy? Còn tôi thấy hơi khó chịu tại thầy cứ nhìn chầm chầm tôi ha. Mỏi quá. Tại vì hiếm có người nào mà có gương mặt mà đói xứng giống như cô Hiền vậy đó. Cô Hiền nè, cho tôi hỏi cô á, về chuyện tình cảm á. Tôi có người yêu rồi thầy. Người có gương mặt đối xứng như vậy mà có người yêu rồi à? Tiếc quá. Hiếm có người gương mặt đối xứng giống như cô vậy đó. Nhìn dễ chịu lắm. Dạ thầy ơi, mà chắc người yêu của tôi không có yêu tôi vì cái mặt đối xứng của tôi đâu ha thầy. Ê hả? Kìa hả? Mày làm gì tao kìa? Đâu làm gì vậy? Đâu làm gì vậy? Tôi nghe. Cái gì? Thầy Huệ bị con đồ đánh nhập viện hả? Khoan. Cái này phải tìm hiểu kỹ coi sao. Có gì gọi cho tôi nghe. Thưa thầy. Mỗi lần đá banh chắc ăn phút 90 không phải không? Đợi tới ngày cuối cùng mới đem hồ sơ đi nộp. Nhưng mà nói chung vậy là năng nổ. Ủa sao giờ chưa thấy chữ ký của thầy? Dạ. Em đợi thầy đóng dấu xong rồi em mới ký. Đúng quy trình luôn. Tôi
chắc là đợi tôi đóng dấu rồi thầy mới ký chứ gì, đúng không? Cô Hiền. Dạ. Cô có thấy cái nhà này nó trang trí nó kỳ kỳ, nó lạ lạ không? Dòm kỹ đi. Thấy cái gì nó cũng phải có một cặp, nó đối xứng nè. Thấy không? Đó. Em cũng thấy vậy á thầy. Mà nãy mình vô mình bấm chuông có tiếng nó ra kêu là chờ một chút, mà mình chờ nãy giờ còn 10 phút rồi đó. Ráng chờ xíu nữa đi thầy, chắc người nhà đang chuẩn bị. Chào thầy, chào cô. Dạ, chào chị. Dạ, xin lỗi thầy cô, tại vì hai mẹ con trai trẻ là thì chờ con bé này ra này để cho nó đối xứng đội hình cho nó đẹp. Dạ. À, dạ mời chị ngồi. Dạ, dạ, mời thầy. Dạ. Dạ. Em mời thầy, mời cô. Mời cô. À, dạ. À, thưa cô. À, à, con xin được giới thiệu với cô, à, thầy Quyền đây á, là thôi khỏi cái đó, để tôi tự giới thiệu. À dạ. Là gì? Dạ. Dạ tôi là hiệu phó, tên là Quyền, ở cái trường mà thầy Huệ vừa mới chuyển về dạy đó. Dạ. Thiệt sự nghe nói là thầy bị thương. Dạ. Có sao không chị? Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Ờ, thầy Huệ chỉ bị sơ sơ thôi, đang nằm nghỉ trong nhà đó. Vậy hả? Vậy dạ. Thì tôi yên tâm rồi. Dạ cảm ơn thầy. À, à, dạ thưa cô. Giới thiệu. Dạ giới dạ. À, dạ thưa cô, còn con là Diệu Hiền, là đồng nghiệp của thầy Huệ ở trong trường á cô. Dạ hôm nay tụi con tới thăm thầy Huệ. Dạ cảm ơn dạ. Cô. Dạ cô cứ ngồi đi cô. Dạ dạ mời cô. Dạ. Dạ. À, thôi ngồi đi. Ủa mà sao nãy giờ tôi đổ mồ hôi hột luôn đó. Không hiểu là mỗi lần thấy tôi đứng là cháu nó cũng đứng. Cô Hiền ngồi thì chị cũng ngồi. Tôi chưa hiểu cái đó à. Dạ dạ dạ. Tại vì đứng như vậy cho nó mới cân xứng, cho nó mới xứng đôi cho đẹp đều. Thấy không? Thấy tôi đoán hay không? Nãy vô là tôi dòm cái trang trí không là tôi biết rồi. Đối xứng nha. Thôi đứng đi. Đây là quà của mấy thầy cô ở trong trường đó, gửi cho thầy Huệ bồi dưỡng cho nó sức khỏe, có sức khỏe để mà đi dạy trở lại. Dạ cảm ơn thầy ạ. À. À dạ xin phép cô cho thầy Quyền với con vô thăm thầy Huệ nha cô. Dạ mời thầy. Dạ. Mời cô. Dạ dạ. Vô hả? Dạ mời thầy mời cô ạ. Vô. À dạ. Huệ, có thầy cô tới thăm kìa. Dạ. Chào thầy, chào cô. Chào thầy. Huệ đây sao? Chính Huệ đây thầy ơi. Huệ đây. Tôi không nhận ra Huệ luôn đó. Dạ. Để từ từ em giải trình với thầy sao. Dạ. Mẹ với em có thể ra ngoài để con nói chuyện với thầy cô một chút được không? À được được. Dạ vậy thầy với cô ở lại ạ. Dạ không. Dạ. Dạ thầy. Hả? Trước khi em tiếp chuyện với thầy, thầy đi vòng qua cái giường giùm em một chút được không? À, đội hình đẹp rồi đó. Y như ngoài kia. Cái tuần ngoại mình hát rồi, vô đây tiếp tục hát nữa nè. Dạ. Nó mới vậy nó mới cân xứng phải không thầy? Dạ đúng rồi thầy. Trời ơi cô Hiền ơi, cô nói sao chứ? Rồi má của thầy nói nhẹ chứ tôi dòm tôi thấy khủng khiếp quá. Cái gì nó cũng cân xứng á. Đây nè, cặp giò cũng bị, cặp tai cũng bị, cặp mắt cũng bị. Trời ơi lưỡng Quyền một cặp luôn. Tội nghiệp không? Dạ thầy Huệ ơi, sao em nhớ chỉ có bị thương ở mặt với lại một cái tay thôi mà thầy. Cô đã hiểu cái bệnh trạng của tôi khi mà tôi giải thích với cô rồi mà.
À, nói tôi không hiểu. Em hiểu rồi, là do thầy Huệ bị ám ảnh cưỡng chế đó thầy. Cái gì nó cũng phải đối xứng hết, cho nên nếu mà một tay kia bị thương thì tay còn lại cũng phải vậy, kiểu vậy á thầy. Chính xác. Ồ, có nghĩa là phải cho nó đồng đều đó hả? Mình tự xử luôn đó hả? Dạ. Vậy em mới thấy thuận mắt, em mới dễ chịu thầy ơi. Vậy là cái này tự hóa trang, tự xử luôn đó hả? Thật ra nó cũng bị chút đỉnh, nhưng mà em hóa trang thêm cho nó đối xứng nhìn mới đẹp. Bị con bên hả? Quỷ à. Cái này đau hả? Ừ, bên trái mới là không đau, bên phải đau. Thì xin lỗi, không biết. Rồi gò má làm sao? Bên phải không đau, bên trái đau. Dạ thầy nghỉ ngơi đi ha thầy Huệ. Thầy Quyền ơi, lẽ ra em về dạy giúp cho thầy một tháng, nhưng mà bị như vậy rồi chắc em không giúp cho trường của mình được, thầy thông cảm nha. Chắc phải vậy thôi. Đó, thôi khi nào mà khỏi bệnh á là về thẳng cho trường cũ dạy, khỏi qua trường tôi dạy dùm nha. Dạ em biết rồi thầy. Dạ thầy ơi, dạ bây giờ thầy có thể đi ra ngoài để em nói chuyện riêng tư với cô Hiền đi một chút được không? Nãy giờ tôi cũng căng thẳng đầu óc lắm. Thoải mái đi, cứ về hoài tôi tưởng đứng mà chuẩn bị liệm luôn á. Dạ. Ghê quá. Dạ thầy ra trước nha thầy. Dạ, cô Hiền đợi tôi một chút. Dạ. Thầy muốn lấy cái gì hả thầy? Thầy không, có cần tôi giúp không? Không, tính đứng lên cho đối xứng với cô mà. Đứng lên. Vậy thôi. Tôi hiểu rồi. Không, thầy cứ ngồi đi, để tôi ngồi xuống cho. Đối xứng với thầy ha. Đúng rồi. Chứ thầy đang đau, mất công lắm. Dạ. Không, cô phải giơ cái chân lên như vậy nó mới đối xứng. Nếu vậy tôi phải chịu khó rồi. Rồi xong. Cô Hiền. Dạ. Không còn dạy chung trường với cô nữa, tôi tiếc lắm. Sao vậy thầy? Trên đời này tôi chưa thấy cô gái nào đối xứng hoàn hảo như là cô vậy đó. Tiếc là cô đã có người yêu rồi. Buồn quá. Thôi mà thầy đừng có vậy nữa mà thầy. Cô Hiền. Dạ. Cô có thích con châu chấu không? Dạ không. Em ghét con trùng lắm thầy. Châu chấu hay con gì em cũng ghét hết á. Vậy là không hợp rồi. Trên đời này tôi chưa thấy con vật nào mà đẹp như con châu chấu. Nó đối xứng hoàn hảo lắm cô Hiền à. Cô mà không ưa thích nó, tôi thất vọng quá. Ước chi người nào mà cũng có gương mặt đối xứng hoàn hảo như là cô Hiền thì ra đường tôi nhìn tôi sẽ hạnh phúc lắm. Cô có thể về được rồi. Lần sau ghé thăm nhớ mua tặng tôi con châu chấu nhé. Dạ. Thầy Quyền cũng trẻ hai mái đối xứng nữa hả? Sao mọi người ai cũng có biểu hiện giống thầy Huệ hết vậy nè? Giấc mơ làm giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.